Chào mọi người nhé, test cái bộ PS3 này cho bác Đức Quý ở trong Bình Phước. Đây, bộ PS3 Slim Hack Full nhé, ổ cứng 500G. Đây, máy đây. Máy này thì họ dán skin thôi, chứ không phải bản limited đâu, skin. Nói chung máy móc vẫn còn ngon. Đấy. Này 500G Hack Full. Kèm hai tay, hai tay nhá. Tay PS3 thì nó dừng sản xuất lâu rồi nên chỉ có tay cũ thôi. Thế nhưng mà vẫn còn chạy ngon. Tay cũ, tay zin vẫn chạy ngon. Nó hơi cũ thôi. Đấy, tay bảo hành của em đây. Đấy, vẫn chạy ngon nhá, chứ không phải tay fake đâu. Tay mới bây giờ chỉ có tay fake thôi. Fake chơi chán lắm, nó nhanh hỏng. Đây, dây dợ đầy đủ bác nhá, dây nguồn này. Dây HDMI này. Đấy, còn cái dây này là dây sạc cho tay. Alo. Gửi giúp anh ấy. 811. Đây cái dây sạc cho tay này. Đấy. Cắm vào đây. Khi mà tay hết pin thì cắm vào đây nhá. Đấy, còn cái đầu này thì bắt buộc phải cắm vào cái cổng USB của máy PS3 này, bật máy lên thì mới sạc được. Đấy, không sử dụng bằng củ sạc điện thoại được đâu, hoặc là cắm vào máy tính. Đấy, dòng nó thấp lắm, dùng củ sạc điện thoại nó không cho phép. Đây là một phần dây dợ phụ kiện kết nối. Rồi, bây giờ hướng dẫn bác cách lắp đặt nhé, lắp đặt cũng như là cách sử dụng cái con máy hack này. Ở đằng trước này, phím ở góc này, phím bật nguồn này, phím này phím ra đĩa. Đây, khe nhét đĩa của nó đây. Đấy, có thể đọc máy hack nhưng vẫn đọc được đĩa bình thường. Đấy, có hai cổng USB ở trước nhé, để sạc pin cho tay hoặc là gắn ổ cứng game ngoài. Đấy, qua hai cổng USB đấy. Còn ở đằng sau này, đây là cái rắc nguồn này. Tiếp theo là cái cổng AV. Cổng AV thì mình không dùng. Tiếp nữa là cái cổng Optical qua với âm thanh kỹ thuật số đấy. Cái này chắc cũng không dùng luôn. Tiếp nữa là cái cổng HDMI để xuất hình ảnh và âm thanh lên TV nhé. Và cuối cùng là cổng mạng. Đấy, con này có cả wifi nữa nhưng mà máy hack thì không kết nối mạng nên cho không quan tâm gì đến cái cổng đấy đâu. Rồi, cắm dây nguồn ở dây HDMI vào, bật nguồn ở cái phím góc này hoặc là bấm cái phím PS trên tay này. Đấy, máy nó sẽ tự bật luôn. Và cái tay nào bật trước thì nó sẽ nhận là tay số 1. Đấy, 4 đèn nó sẽ nháy này và nó sẽ dừng lại ở cái đèn số 1 này. Đấy, thấy chưa, nó dừng lại đèn số 1 nhá. Còn tay bật sau này nó sẽ dừng lại đèn số 2. Đấy, thấy chưa, nhận được một lúc 4 tay một lúc, một cái máy nhận được một lúc 4 tay. Đấy, ok. Thì đây là cái giao diện của máy PS3 nhé. Tất cả game nó nằm ở cái mục game này, hình cái tay game này. Đấy, cài hết ở ngoài này rồi, game cài ngoài màn hình chính hết nhé. Đấy, rất nhiều game luôn, 500GB. Đến giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24 game. Đấy, 24 game PS3 nhé. Đấy, còn cái này là giả lập chơi game 4 nút này. Đấy, còn cuối cùng là hai cái hình cái mặt đen này là cái quản lý file của máy hack nhé. Đấy, thì hai cái này thì bác không nên vào đấy và cũng để nguyên đấy, đừng có xóa đi. Đấy, có chơi thì vào cái hình biểu tượng Rejoice PS3 này. Cái này là giả lập game 4 nút thôi, thì hướng dẫn sau. Đấy. Đấy là game PS3. Còn cái phần mềm này, game pass test này là cái phần mềm để test cái tay này, test các phím ở trên tay nhá. Tí có thể em vào test cho bác xem. Đấy, test các phím ở trên tay. Đấy, ngoài ra trong cái thư mục Webman Game này nhá, vào trong thư mục Webman Game này. Đấy, nó sẽ có game PS2 nữa. PS2 thì vào PlayStation 2 nhá. Đấy, có PS2 đây. Và PS1 thì là PlayStation 1, cái thư mục PlayStation này. Đấy, có 37 game. Đây là game PS1 nhá. Đấy, ra ngoài PS2 đây. PS2 thì đang có mấy game này, 8 game.
Đấy, có những game mà có theo yêu cầu của bác nhé, ví dụ đua xe đạp này, đấy, bởi cả bởi vì ngọc dọc Dragon Ball. Đấy, thì có mấy game PS2 này, nói chung là cái con này mà chơi game PS2 thì quạt nó sẽ kêu rất to nhé, nó giả lập game PS2 thì nó sẽ kêu rất to, tại vì game PS2 là game game chạy file ISO. Đấy, mỗi lần chạy game này nó thêm một động tác nữa là nó giải nén file ISO và nó đọc game, cho nên là cái chip nó xử lý rất nhiều, nó nóng là quạt nó kêu rất to, cho nên là hạn chế chơi game PS2 thôi. Máy PS3 thì chơi game PS3 nó đẹp, với cả hai nữa là chơi game PS2 ấy. Game PS2 này hình ảnh nó cũng chỉ được PS2 thôi, nhưng không được PS3 đâu, vì nó đây nó giả lập cho game PS2 chạy 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 trên cái máy PS3 thôi, chứ không phải là PS2 chạy hình ảnh như PS3 đâu nhé, bác lưu ý nhé. Rồi ok, đấy là cái phần game. Giới thiệu qua cái thông tin của máy trước nhé. Đây, họ sang cái phần setting này. Đấy, xuống chọn phần system setting, chọn thì là O, chọn là phím O này, còn X là phím back ra ngoài. Đấy, chọn. Đấy, xong xuống chọn phần system information. Đấy, dung lượng ổ cứng của nó là cái dòng cuối cùng kia, free space này. Thì ổ cứng của nó là 500GB và nó chỉ nhận 465 thôi. Đang còn chống khoảng độ hơn 8GB. Đấy, không có full được đâu, chống này là hơi ít nhé. Đấy, chống này là hơi ít, tại vì nhiều game chơi nó còn phải xếp game nữa. Đấy, xếp nhiều nó sẽ đầy đây, và khi mà nó đầy bộ nhớ thì nó sẽ không cho chơi nữa đâu, cho nên là lưu ý, nào mà bộ nhớ nó đầy nó qua đấy kiểm tra bộ nhớ nó đầy và xóa bớt một game là đấy đi, hoặc là xóa bớt cái phần xếp game đi nhá. Đấy, đấy là thông tin của máy. Rồi, để mà xóa game ấy thì lại sang phần tay game này, sau đó di chuyển đến cái game nào muốn xóa. Đó, thì mình bấm cái phím tam giác này. Đấy, nó sẽ hiện menu này và mình chọn phần delete. Delete tức là nó xóa. Đấy, lúc này nó sẽ xóa game này, nó giải phóng cái giải phóng cái bộ nhớ đi. Đấy, ok, thế thôi. Rồi ok, thì bây giờ sẽ test cho bác, một là test cái tay nhá. Đấy, test cái tay cầm này. Test cái tay cầm để đảm bảo là tất cả các nút đều ok nhé. Đấy, thì bác vào cái phần về back test này, vào cái phần mềm đó. Đấy, sẽ có những cái nút tương ứng với cả cái tất cả cái nút trên cái tay PS3 này. Đấy, nút L1, L2 thì nó ở đây, L1, L2 này, R1, L2 này. Đấy, được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ test nha, test tất cả các phím nhé. L1 này. Đấy, L2 này. R1 này. R2 này. Phím O này. Đấy, phím X này. Vuông này. Tam giác này. Đấy, sang trái này. Sang phải này. Sang phải này. Quyền lên trên này, sang phải này. Xuống dưới này. Đấy, phím Select này. Phím Start này. Đấy. Cái cần nhá, cần L3 này. Đấy, ok chưa, cần thả tay ra, cần nó không di chuyển, không bị trôi nhá, L3 này. Đấy, ok chưa. Đấy, test rung này, test rung thì ấn hai cái L3 và L3 cùng lúc ấn xuống nhá. Đấy là rung. Đấy, đang rung đấy. Rồi ok. Đấy, ngắt kết nối cái tay này đi, giữ lì cái phím PS này và chọn Turn Off the Controller. Đấy, nó sẽ ngắt kết nối cái tay này đi nhá. Đấy, bây giờ test cái tay 2 nhá. L1 này, L2 này, L1 này, L2 này. Đấy, sang trái, sang phải, lên trên, xuống, Select, Start, O, X, vuông, tam giác. L3 này, bây giờ L3 này. Đấy, ấn ra hai cần một lúc dùng, ok chưa. Đấy thì là cái phần test phím. Đấy, hai tay ok nhá, không bao giờ không bị liệt phím nào, không bị chập phím nào cả. Rồi bây giờ thoát cái phần mềm ra thì giữ lì phím PS này. Đấy, xong chọn Quit Game, chọn Yes và nó thoát, bỏ cái phần mềm ra. Để thoát game thì bác cũng làm cái động tác này, thoát game cũng giữ lì cái phím này. Đấy, xong rồi chọn Quit Game thôi, thì tất cả nó đều như nhau. Đấy, các game nó sẽ quay trở lại cái màn hình chính này. Đấy, rồi bây giờ game PS3, thử game PS3 nhá. PS3 thì có PES 22 này,
Đấy, test 22 có bình luận tiếng Việt nhé, và full chuyển nhượng nhé. Ngoài ra đua xe có Need for Speed này, đua mô tô này. Đấy, có một cái game đua đã là Grip 2 này. Đấy là game đua tô nhé. Đấy, còn ngoài ra game bắn súng thì nhiều. Rất nhiều game bắn súng. Còn game đối kháng, ví dụ game đối kháng là game đối kháng này. Đối kháng thì có đây này. Đây game là game nhập vai này. Gọi là vua, đây là GTA 5, game nhập vai nhé. Đây, dòng đen này. Dòng đen là game đối kháng nhé. Ok chưa? Đấy, rất nhiều game luôn. Last of Earth này là cũng game nhập vai nhé. Trong Raider cũng nhập vai. Game là game thể thao này. Game tennis nhé. Uncharted cũng nhập vai. Watch Dogs bắn nhau nhập vai. Rất nhiều game luôn. Rồi ok, bây giờ thử lại một cái game game PS3 nhé. Đây, thử cái Hitman này. Chọn Diana, she always talks about him. New game. Này, phần giới thiệu game không? During this assignment, key game elements will be highlighted. First of all, try to kill with discretion and try to remain undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives, and exit points. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct abilities. According to... According to Ice. According to ICA Division Chief Benjamin Travis. Nặng, bắt đầu kêu, còn gió nó kêu.
và chơi game PS2 là có gió nó cũng kêu nhá. Nhưng mà máy này mình đã vệ sinh rồi, thay keo tản nhiệt xịn rồi. Game nặng là nó vẫn kêu thôi. Không biết dùng cái dây là kiểu gì. Đây rồi là sao? Đây đang cầm vào không? Đây là dụng cụ gì? Mở bên trong rồi. Thôi, bác về tìm hiểu sau nhé. Như này, biết chơi như nào. Ồ, thoát game giữ lì bím bé này. Đấy, chọn quick game. Chọn yes. Chưa, đấy là game PS3. Đấy, bây giờ sẽ test một cái game PS2 cho bác nhé. Đấy, game PS2 này. Game PS2 thì bác lên trên này, vào cái thư mục Webman Game nhá, chọn thư mục này. Sau đó xuống chọn phần PlayStation 2. Đấy, đấy, ví dụ game đua xe đạp nhé. Chọn game này. Đấy, thì nó sẽ load cái đĩa ra ngoài màn hình chính này nhé. Đấy, nó sẽ load đĩa mà ra ngoài màn hình chính nhé. Cái đĩa vào vàng PlayStation 2 Commandic này. Được chưa? Và bây giờ lại bấm O một lần nữa để chọn game này. Thì lúc này nó mới vào game PS2. Và khi mà vào cái game PS2 ấy, cái tay nó sẽ mất kết nối này. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình phải bật lại cái tay. Vào game PS2 hoặc thoát game PS2 nó đều bị mất kết nối tay này. Mình phải bật lại nhé. Cái này là chuyện bình thường. Đấy, thấy chưa? Bấm lại là nó nhận lại tay thôi. Đấy, còn đây là game PS2. Và chơi game PS2 này, quạt gió sẽ kêu nhé. Game đua xe đạp Downhill Single Multiplayer. Đấy, chơi hai người chơi multi, chọn multi này. Đấy, cho bác biết rồi. Single đi. Rồi, đua. Start. Taking
really. Park game bet 2 cũng giữ lì phím này thôi. Đấy, xong rồi chọn quit game. Chọn yes. Đấy, khi thoát game thì nó sẽ lại mất cái nối tay. Đấy, riêng bet 2 là như vậy nhá. Bây giờ mình sẽ bật lại thôi. Bật lại tay này, nó kết nối lại. Đấy, nó sẽ thoát ra ngoài màn hình chính. Ok chưa? Đây là game PS2 nhá. Đấy, thử một game PS1 nữa đi. PS1 cũng vào Webman game. Đấy, xong chọn PlayStation. Đấy, nó có 37 game nhá. Đấy, một số game nó sẽ có mấy trách. Đấy, ví dụ như là võ thú này. Chọn game này thì nó cũng tương tự như PS2 thôi, nó sẽ load cái game đấy ra ngoài màn hình chính. Đấy, thấy chưa? Hình cái đĩa màu đen này, PS2 sẽ đĩa màu vàng. PS1 là đĩa màu đen. Đấy, chọn game thì lúc này nó sẽ vào game. Còn game PS1 thì nó sẽ không bị mất kết nối tay đâu. Chỉ có PS2 mới bị thôi. Đấy, PS1 thì hình ảnh sẽ làm xấu hơn PS2. Đấy, cứ copy vào đây thôi. Cái dung lượng con này nó cũng không nhiều lắm. À, bác thích chơi thì chơi mà không thích chơi thôi, để nguyên đấy. Không ảnh hưởng gì cả. Game PS1 với cả game 4 nút. Đấy, được chưa? Đây, game PS1 nhá. Đấy. Hugo, Alex. Đây, chú vô. Đấu trường chú gì đấy. Nhiều người, mỗi người gọi tên. Rồi. Đấy. Thoát game nhá. Cũng giữ lì PS thôi. Tất cả thoát game đều giữ lì PS. Chọn quit game. Chọn yes. Đây là game PS1. Bây giờ hướng dẫn nốt bác cách sử dụng cái game 4 nút nữa là xong. Đấy, game 4 nút thì nó cũng rất là nhẹ. Có mấy chục mê thôi. Khá nhiều game. Này, game 4 nút này, bác xuống dưới, gần dưới cùng ấy. Này, hình con cua màu đen đi choice PS3 này nhá. Chọn cái app đấy. App này là app giả lập game. Đây, nó sẽ ra một cái giao diện như này. Thì bác chọn, xuống chọn phần load content. Đấy, tiếp đến nữa là chọn cái mục dev gạch dưới HDD0 nhá. Lưu ý. Sau đó thì sẽ chọn cái thư mục game net. Nó có sẽ có hai loại game net và game SNES. SNES tức là Super Nintendo, còn net là game Nintendo. Đấy, có hai loại đấy, bạn cứ chơi loại nào cũng được. Đấy, và ví dụ game net chẳng hạn. Bạn chọn thư mục đấy. Đây nó sẽ có lần này game có khoảng hơn 700 game thì lệnh mỗi mục hơn 700 game. Đấy, game 4 nút. Đấy, chọn game thì di chuyển đến game đó và chọn thôi. Đấy, xong rồi chọn cái dòng nó có chữ quick net cuối cùng này. Đấy, cái giả lập này. Đấy, game 4 nút này chưa. Đấy, ví dụ như là xuống 2 người thì bấm cái phím select này, nó sẽ xuống 2. Một lần nữa lên 1, start game thì bấm cái phím start này. Đấy, nó giống như cái game 4 nút ngày xưa đâu. Rồi, thoát game cũng giữ lì PS. Quit game. Rồi, thế
là xong nhá, giới thiệu cho bác tất cả các hệ game PS3, PS2, PS1 và game 4 nút. Đấy, test máy cho bác, kiểm tra tay đầy đủ nhá. Ok chưa? Bây giờ là tắt máy. Đấy, đợi nó thoát game ra đây rồi tắt máy. Tắt máy cũng giữ lì phím PS. Đấy, rồi chọn Turn Off The System. Đấy, Turn Off The Controller là tắt tay thôi. Như vừa nãy mình trước em thực hiện cái đầu video đấy, lúc test tay đấy. Rồi, Turn Off The System nó sẽ tắt máy. Yes, là tắt máy. Rồi, em ship cái bộ này cho bác Quý ở trong Bình Phước nhá. Bộ PS3 Slim Hack Full 500GB ổ cứng, hai tay zin nhé. Và máy bên em bán ra thì bao giờ cũng vệ sinh và thay keo tản nhiệt xịn rồi, em bác về vẫn yên tâm mà chơi thôi. À, chỗ khác thì em đảm bảo là người ta chưa thay đâu. Keo tản nhiệt PS3 là sản xuất lâu rồi, để lâu khô keo nó sẽ khô và cái khả năng tản nhiệt nó sẽ không tốt nữa. Và hai nữa là cái nó bẩn, cái bụi bẩn nó bám vào những cái thanh nhôm tản nhiệt, nếu mình không vệ sinh đi thì khả năng tản nhiệt của nó cũng rất kém luôn. Rồi, bác nào mua ở xa thì phải cọc trước thì em mới ship code nhá. Rồi, và cọc game, tại vì check game này lâu lắm, mất thời gian lắm. Rồi, bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video giúp em hoặc inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.